đã. Mày lấy con tao từ đây nha, tao nói cho mày biết. Mày lấy con tao từ đây. Mày tao về đây. Là anh đi luôn xuống đây cho tao. Tao tự mua về, không ai cho mày. Nếu mày quay lên mà tao lại dí vào luôn đây này. Chúng mày làm ăn đang đặt cướp của nhà tao rồi đấy. Vào về đây cho tao. Về sao cho tao đi. Mày ngủ chứ. Mày tao về đây cho tao. Mày đánh ai? Mày đánh đi. Mày đánh đi. Thôi, mày đánh đi. Kêu oversize. Mày đánh đi. Mày đánh đi cho bố mày đi về. Thả ra. Mày đánh ngủ rồi đúng không? Mày đang nào phải không? Ai đánh gì đâu. Thằng này đánh tao rồi đấy. Mày báo tao này. Mày giới chứng cứ chưa? Bố mày cũng đang đánh tao đấy. Mày bố mày đi bố không? Tay bố mày này. Bỏ anh ơi. Sợ cái gì? Nó biết tao cái ý là anh như thế nào? Có tả vẽ cho tôi không? Có tả vẽ cho tôi đi không? Hay là giờ mày có tả vẽ tao không? Mày có tả vẽ tao không? Tả anh đi cho tao sao đi không? Mày tả tiền vẽ cho tao luôn. Mày tả lại luôn cho tao. Nhớ mày tả luôn đây. Tặng đéo em gì nữa nhá. Đéo bao giờ có đi cái hãng này của mày nữa. Mà gắt cái loại này tao đéo bao giờ mà có đi nữa. Yeah.